Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 80 cái token MNBL. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Rồi, chọn ngôn ngữ này. Nhập CAPTCHA này. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ làm các nhiệm vụ follow Twitter. Chọn follow này, retweet bài đăng này và nhập profiling của Twitter nhé. Rồi, chọn theo dõi. Sau đó bài đăng của nó ở đây. Mọi người like và trích dẫn cái bài đăng này. Trích dẫn thì username. Rồi, chọn tweet lại. Sau đó quay trở lại bot. Mọi người sẽ copy cái profiling này, nhập xuống dưới và chỉnh sửa lại username nhé. Rồi, nhiệm vụ tiếp theo rơi vào Discord. Rồi vào Discord và nhập username của Discord. Mọi người bấm vào đây để xác minh này. Rồi kéo lên, tích chọn vào ô vuông. Hoàn thành. Rồi quay trở lại. Nhập username của Discord. Tiếp theo là rồi tiếp vào Discord này cho mình. Rồi, lại rồi vào Discord này. Được chưa? Tích chọn này. Ok. Tích chọn này, quay trở lại này, nhập username của Discord này. Rồi, sau ok, sau đó thì mọi người bấm chọn vào Submit Research Chain này, là cái mạng mình nhé. Rồi, ở đây thì mọi người muốn nhập cái mạng để nhận cái đồng token này là cái mạng nào thì mọi người sẽ dán cái mạng đó vào đây. Ví dụ như ERC20, PEP20, Polygon thì tốt nhất mọi người nên lấy ở trên ví MetaMask nhé. Và muốn gửi về mạng nào thì nó gửi. À, mình nhập ở đây thì mọi người sẽ phải trả lời câu hỏi này. Mọi người bấm là PEP20 nhé. Mọi người thích chọn cái nào mọi người chọn nhé. Rồi ok này, gửi cho nó này. Rồi sau cuối cùng là mọi người nhập địa chỉ ví cho mình. Đây là địa chỉ mạng Polygon cơ mọi người nhé. Mọi người chỉnh sửa lại cái câu trả lời trên này cho mình. Đây mọi người bấm vào đây để edit nhé. Rồi mọi người sẽ trả lời là Polygon này. Ok. Sau đó thì mọi người sẽ nhập địa chỉ ví mạng Polygon. Mọi người trở lại ví MetaMask để lấy đây. Rồi mọi người chọn copy địa chỉ ví. Ok, quay trở lại. Nhập địa chỉ ví vào đây. Rồi chọn balance này.
Ok mọi người, như vậy mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.